Việt Nam. Và nếu các bạn hứng thú thật sự với sản phẩm của chúng mình, tức là các bạn cũng hứng thú với lại văn hóa và lịch sử của dân tộc, thì lúc đó là cái niềm vui nó còn nhân lên nhiều nữa. Thì đó là cái cảm xúc của mình khi mà mình thấy các bạn ủng hộ sản phẩm của mình nhiều như vậy. Mình có nói là năm 2019 á, khi mà mình làm sản phẩm đầu tiên á, thì khi mà mình lên search những cái board game thế giới, thì trong 700.000 tựa game tồn tại, không có một game nào nói về văn hóa Việt Nam cả. Trong khi văn hóa Việt Nam của mình nó là một cái điểm đặc sắc mà thật sự kêu là chưa được khai phá vậy. Thì ở đây mình muốn tạo sản phẩm mang yếu tố Việt Nam để khơi gợi cái gọi là nguồn cảm hứng của các bạn, cho các bạn có một cái niềm tin rằng là đồ Việt Nam nó cũng tốt như hàng ngoại, nó cũng chưa chắc là hàng nước ngoài nó nhập về nó ok với các bạn nhiều hơn là sản phẩm Việt Nam. Cái động lực đó là động lực rất lớn đối với mình phát triển qua nhiều năm, và càng ngày tạo ra những sản phẩm tốt hơn nữa để cho các bạn ở thị trường Việt Nam có thể gọi là chơi và có thể cảm thấy là hứng thú thật sự với cái ngành này. Thì trong những sản phẩm mà team Ngũ Hành đem đến cho buổi ngày hôm nay á, thì nếu mà nói về tâm đắc nhất á, thì có thể nói đó là hội phố. Vì sao? Thì tại hội phố có hai thứ. Thứ nhất là hội phố là sản phẩm đầu tiên thành công của Ngũ Hành trên cả thị trường Việt Nam lẫn thị trường quốc tế. Hội phố là board game đầu tiên của Ngũ Hành và có thể coi là board game đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu qua nước ngoài, đặc là thị trường Nhật để bán. Thì đó là hội phố, và hội phố cũng là cái bước đệm đầu tiên để giúp cho Ngũ Hành định hình được cái việc là mình sẽ phải làm một board game như thế nào. Bởi vì từ 2019 là hội phố đã được ra đời, và từ đó đến đây thì hội phố liên tục được phát triển và liên tục được ưa thích bởi rất là nhiều các bạn. Đem đến bất kỳ một cái sự kiện nào thì các bạn đều có một sự hứng thú nhất định đối với hội phố, và đặc biệt là nó Hội An nên nó cũng khá là gần gũi. Ngày hôm nay thì rất là vui khi được gặp các bạn trẻ đã có niềm hứng thú với ngành game nói chung và ngành board game nói riêng. Thì anh chúc là các bạn có thể tìm được cái cảm hứng của mình trong công cuộc tiếp tục trong cái con đường hành trình trên cái ngành này, và hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ trở lại những đồng nghiệp, anh có thể thấy được nhiều hơn những bạn game designer ở Việt Nam mang những game bản sắc Việt Nam ra thế giới.